Xin chào các bạn. Mình đang ở cái khu đồng cỏ, tên của nó là trảng cỏ Bò Lạch. Mình đang ở cái trảng bé, cái trảng ngay sát đường ấy. Này, có cái hồ nước này, có cả một nhà người ta ở ven cái hồ ấy. Nhìn cũng hôm nay cũng hơi đẹp đẹp. Trên đó thì chỉ có cỏ thôi, cái trạng này nó bé nhưng mà nó đẹp hơn, có bản hồ nước các thứ. Xung quanh là rừng này, giữa có đồng cỏ, dựng cả hồ nước, nước trong ghê. Ở đây không có gì để bơi ra cả, đi bên quanh bờ đây. Trên là đồng cỏ và xung quanh là rừng. Khu này chắc là hợp để đi cắm trại, chắc hợp đây.
Chắc đi hết kia này chắc phải đến ngày rồi mới đi hết được. Trước thì quay vào mùa mưa, bây giờ thì quay vào mùa khô, quay hơi muộn rồi. Tầm tháng 11 thì ở đây nó mới đẹp, cỏ nó vẫn còn xanh và nó ra hoa nữa. Bây giờ thì cỏ nó đến mùa khô, trong này nó khô quá, nó úa hết cỏ rồi, cỏ vàng hết. Đây, chạy vóng lên trên này này, chạy lên cái chảng bự trên kia này. Đường nào mà ra chạy lại quay lại này, chạy đại ra này. Sót lại vài bông hoa nhỏ xíu. Quay mấy bông hoa này chút nào. Có mấy bông hoa. Thank you.
đường ra đây rồi.
lớn đấy nhỉ.
đây tháng 2 tháng trước thì cỏ nó còn xanh còn đẹp, bây giờ nó vàng hết rồi, người ta phải đốt đi để cho nó khỏi bị cháy ấy. Còn nó cháy nó nan vào rừng nữa. Gian đi đến đây có thể chạy vòng đi vào rừng rồi. Đi quanh xem. Cây này nghỉ một lát thôi. Đi về thôi. Vậy là mình đã đi hết là một vòng hai cái chặng to và đẹp nhất rồi.